đốt kìa. Ôi giời, người bị đốt ở dưới đấy kìa chị kìa. Khách sạn phá bỏ tổ ong khiến nhiều người đi đường lãnh đủ phải nhập viện khẩn cấp. Sự việc nhiều người bị ong đốt phải nhập viện ở Hải Phòng đang là chủ đề gây chú ý trong ngày hôm nay, sau khi những hình ảnh đoạn clip liên quan tới vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội. Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 22 tháng 5, tại khách sạn The Shrine ở đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, đã thực hiện việc phá bỏ một tổ ong ở phía trên mặt tiền của khách sạn. Trong lúc thực hiện phá bỏ tổ ong đã dẫn đến ong bay khắp nơi và đốt một số người dân đang ở gần đó và người đi đường. Một gia đình có 3 người đi xe đạp điện ngang qua khách sạn The Shrine thời điểm này đã bị ong đốt, phải nhập viện cấp cứu. Được biết, 3 người đi đường bị ong đốt có một người lớn và 2 trẻ nhỏ, đều trú ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, gồm chị Hoàng Thị B, sinh năm 1989, và hai cháu Bùi Thu Ngờ, sinh năm 2012, và cháu Nguyễn Hải Đê, sinh năm 2023. Hiện chị B đang điều trị ở bệnh viện Việt Tiệp, còn hai cháu Ngờ và Đê đang được điều trị tại bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng. Theo thông tin từ bệnh viện nơi các bệnh nhân điều trị, cả 3 người trong gia đình trên đều tỉnh táo, đang thở oxy, tim mạch và huyết áp ổn định, bụng mềm, không chướng, gan lách không sờ thấy. Hai cháu nhỏ có khoảng 30 nốt ong đốt ở các vị trí. Đầu, tay, ngực, lưng, vết đốt đỏ, không nề, kích thước bằng đầu kim, trẻ đau nhiều vết đốt. Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Hà, giám đốc điều hành khách sạn The Shrine cho biết, khi các nạn nhân được đưa vào bệnh viện để chữa trị, đại diện phía khách sạn đến hai bệnh viện để thăm hỏi và hỗ trợ viện phí điều trị. Ông Hà cho biết thêm, tổ ong trên xuất hiện cách đây khoảng 3 tháng, rất hung dữ. Trước đó đã từng tấn công khách và nhân viên của khách sạn, nên khách sạn đã thuê một đơn vị diệt côn trùng chuyên nghiệp để xử lý tổ ong trên. Do tổ ong lớn và hung dữ nên trong quá trình phá bỏ, đàn ong đã bay tán loạn rồi tấn công người đi đường. Đây là sự cố hy hữu và đáng tiếc, ông Hà nói. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.